lòng thành kính dâng văn trình để nhị đồng Ngô lượng vô huyền thương mình công đức công tỉnh dưỡng thiên công vua
Nguyệt Thiên Công Chúa, Nguyệt Thiên Công Chúa, Quận Hoa Công Chúa, Quỳnh Hoa Công Chúa, Quế Hoa Công Chúa, Phúc Hoa Công Chúa, Đào Hoa Công Chúa, Ly Hoa Công Chúa, Mai Hoa Công Chúa, Hạnh Hoa Công Chúa, Hương Hoa Công Chúa, Thủ Đài Thủ Hiện Công Chúa, Khâm Thừa Đánh Lục Thủ Đài Công Chúa, Chiêu Đài Tiến Lập Công Chúa, Xuân Hoa Nương Ngạo Hoa Nương Vũ Hoa Nương Đông Hoa Nương Cẩm Hoa Dê Ương Tam Trang Nghiêm Thiên Trang Tập Lục Bộ Tòng Sơn Lâm Sơn Trang Lập Lục Tập Niên Giáp Nguyện Mệnh Chân Công Tạo Nguyện Vi Sư Đà Thánh Nghị Cộng Lập Tự Công Đức Hương Hoa Nhất Tâm Phục Tỉnh Ngách Cách Ngũ Hổ Tần Tướng Đại Quan Sơn Lâm Tỉnh Trạm Đạo Tràng Nhân Vật Chi Cập Hiện Thế Giới Chiêu Đình Hiện Ngũ Hổ Chi Hình Khâm Phục Đông Phương Thanh Ngộ Đại Quang Lâm Giao An Tọa Chân Ngôn Cẩn Hướng Chỉ Độ Cần vận chân ngôn cần nương chỉ tụng
nhất trích thanh lương thủy quán sái chữ trần cấu thành hướng ai cần chỉ chạm nhiên đường thanh tịnh mẫu mang đến là thần điện sao à. Còn các thần công pháp dục chứa nên đẳng vì đại ý mật vì nghi thường nghi thanh được phải viện nếu giờ tiên hương ngạnh nối cung ngọn được từ hương cầu nghi thân hương di cật vận chân hương thành tâm tiến niên y hương chủ tài giáng ngách cung đỉnh thánh nước dĩ lai hộ trì và địa đắc tài ách trí lượng thần phúc minh tường chi thần công cao bảo đại hướng an chi định vệ thân hương vọng hữu y quang sở dĩ lai lâm nhị phong nhi giang phó đàn càng chứng minh công đức thường qua thể dĩ thử linh thanh thần chiêu tỉnh không a hư không cảm cách nguyện văn chi ngưng bằng thánh đức diệu gia chỉ kim nhật kim thời nay giang hồ tiền thành công chúa ngọc điện đại trần triều thánh tử hưng vũ đại vương đại hưng hưng trí đại vương trần triều đệ nhị vương cô huyền thanh công chúa đại hoàng công chúa vị tiên trần triều bảo tư thái hậu hoàng bảo thanh công chúa ngọc về không trung hiển thánh ngộ thượng giáng thần thỉnh giáng điện đường minh công nhất tâm hộ thủy tài triều văn võ thần dịch tướng trí yêu thế giới anh hùng an bang khâm sử việt đạo kim lô lai nói cập khi anh uy sinh tiền tướng được thường đằng vô đỉnh khí chất hiền ngang thông lắng lệ khí anh nghị cung đi trần triều đại nam quốc vương thánh tông nhân phụ anh tông hoàng đế điện triều triều hò mã điện soái thượng tướng quân chiêu cảm tạng ngũ lão đại vương điện cả lan tàu lộ cậu diên thượng tinh quân hữu bắc đầu ách tinh quân tả hậu văn mo lưỡng văn đôi hàng thường cung công chúa y cổ cậu phụ tòng thánh chúng trăng nhân sổ nhất tâm tha hộ tỉnh cần khôn lệ ký nhạc độc thiên ngang sơn đi thượng chiêu lạy sắc nghi hương hòa thế giới đạo đàn việt chiêu thành giám sử thì hương thành quốc quy ngành ngượng tấu anh linh khi tần chi dạo cung đi phụ hòa tử chi tỉnh thâm sơn nhà chi giã đại nhật chi quê hương thượng dương cổ hoại bất thì vi thế giới vi hoàng sơn chiêu nhạc độc cảm ách bệnh giờ quảng nghị quang lâm ngũ vương ngũ đêm ngũ lôi ngũ hổ đại tướng bạch hổ thần quang tiên tiên lực siêu vạn bạn tinh linh phổ cập thần tài y vũ ngọc lai khải thỉnh ký bọc quang lâm thơ an tọa chân ngôn cả đương chỉ
đừng cứ đứng đấy, còn vì tiểu đức vua cha đã hạ đại đình, tiểu đức thành lập hưng đạo đại dương. Ngày hôm nay long vân cán bộ thanh đồng đồng phủ nhang đồng điện họ Bùi nhất tâm tổ đoàn tâm cầu cờ vì kính lễ long thu phật mã tình nhốt tốt đẹp trai đàn để kính dâng lên vua chúa trầu. Ngày hôm nay thanh đồng đồng đệ tử phủ nhang đồng điện tản cả phật thánh tên chúa phủ nhang đồng đền đồng quan những gánh bách gia trăm họ đã về để tiếp phúc trợ duyên cho thanh đồng phủ nhang đồng điện họ Bùi. Thời giờ đã đến thanh đồng xin phép trên phật thánh dưới pháp văn phủ nhang đồng đền đồng anh lính chị bách gia trăm họ cho phép họ Bùi được vào cầu thánh A Di Đà Phật. To lên. Thank you.
Thank you.
Tiến lễ trên chay dưới mạng đàn sơ lễ mỏng hình tốt lốt đẹp long chu phượng mã à. Thanh đồng họ Bùi nhất tâm tưởng vạn tâm cầu bắc ghế vua ngồi làm ngôi chúa ngự à. Đây thỉnh đức đại vương Trần Triều ta về chứng đàn chứng phủ chứng thủ lô nhang chứng tờ vàng đánh sớ chứng mâm lễ chứng khơi trầu à. Chứng tâm cho cái ghế họ Bùi nhất tâm tưởng vạn tâm cầu bắc ghế lễ tạ mừng đồng ha, đánh đông dẹp bắc trừ tà sát quỷ độ cho phước thái dân an ha. Nay ta về ban khen cho pháp sư pháp văn thủ nhang đồng đền tay quỳnh tay quế các ghế bốn phủ bách gia trăm họ dân thôn bản hạ nhà nào phúc đấy ha. Thank you.
tiền chưa từng nghĩ não lại ổ thì là hai bên bộ đi 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 Thank you.
mơ kéo liền lòng
Nam mô nhạc cụ chí tôn ngũ nhạc thần vương đại đế danh sơn.
đại động nhiệt vị thần vương ngọc bệ hạ nhạc của thánh mẫu đệ tứ thượng ngàn lê mại đại vương trưởng bà sơn lâm công chúa cung quyết ạ. Nhà ca phủ liệt vị hoàng thái tử vương quan chiếu an không sai công chúa cai đồng chủ mệnh nhạc phủ vương cảnh phổ điện chân vị tào đẳng quan nhất thiết thánh dũng vị tiền vũ ngọc các danh vị chư phật bổ hạ tông vị tự á tự thông truyền tự quang lâm lai giáng túc hậu gia truyền nội đồng phán nghi hưu thân đệ tử kim giờ hồn mệnh đi phúc ngài trường nghi nhi tâm ninh tịnh minh trường thời hợp cách thành đồng thái y nối tiếp công danh trường nghi nhất nhất kỳ kiến pháp vạn ninh thừa hội đầu mộc ân thỉnh thánh giáng hương kỳ kim chi thần sứ tiên hoạt định động niên bát nguyệt ngũ nhật thần đệ tử cố đầu bách vai thượng sứ cho pháp sư pháp văn tuổi cả lên cao đứng đầu đại tấu hả, cho từ nay trở đi từ giờ trở lại được đông con nhang sang đệ tử ha. Ngày nay Long Vân khánh hội các nhật lương thần tháng 8 diệp cha tháng 3 diệp mẹ ha, nay thỉnh quan lớn đệ nhất muôn trung bách bái ra về chứng đàn chứng phủ đôi giang chứng đàn sơ lễ mỏng hả, chứng tâm cho thanh đồng bảo quan các gia các phủ các phóng các giá dân thôn bản hạ cầu phúc phúc lai và cầu tài tài đáo ha. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.